Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tao muốn người chết. Thiên tài của tuyết vực, cái gọi là danh bất hư truyền. Hờm không hay, Vũ Mặc dùng toàn bộ thực lực, Vân Phi Dương sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhận thua. Có nhận thua ta cũng giết người, hôm nay người phải chết. Nhận thua cũng muốn giết, tên Vũ Mặc này thật sự đã bị Vân Phi Dương chọc điên rồi. Trận đầu tiên đã bị quân Mạc Tích đánh bại, trận thứ hai bị Vân Phi Dương xếp hạng cuối cùng đánh cho bị thương. Đây là tổng cộng mới chiến đấu có 2 trận. Chết. Là Lâm Phong. Lợi hại thật, với thực lực của Lâm Phong nếu như dùng toàn bộ, sẽ mạnh đến cỡ nào, lẽ nào hắn còn có thể chiến thắng Vũ Mặc của Huyền Võ Cảnh Bát Trùng Đỉnh Phong nữa sao? Sâu kiến vô liêm sỉ, vậy mà ra tay đánh nén. Ta không phải là chính diện trảm võ hồn của ngươi hay sao? Đừng quên rằng, là ngươi làm trái quy tắc trước. Không sao chứ? Không sao, có lẽ hắn bị thương nặng hơn ta. Nếu như vết thương của ta nặng hơn người, còn dám tiếp tục hay không? Không cần phải khích ta, ta nhận thua chính là nhận thua. Tiếp tục. Tiền bối, bọn họ đã là trận chiến cuối cùng của vòng thứ 2 rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ta chiến đấu. Không biết ta có thể khiêu chiến hắn, chiến đấu với ta một trận trước được hay không? Một trận được hay không? Dựa theo quy củ, cho dù là một vòng khác, cũng không được liên tục khiêu chiến với hắn 2 lần. Nhưng nếu như Vũ Mặc bản thân hắn đồng ý thì có thể. Một kiếm vừa nãy của Lâm Phong rất mạnh. Lâm Phong sở hữu ý chí kiếm đạo nhất trùng, nhưng đây lẽ nào cũng là đủ để bù đắp cho khoảng cách cảnh giới của tam trùng hay sao? Ta đương nhiên là đồng ý, tại sao lại không đồng ý chứ? Ngươi đi đi, hắn giao lại cho ta. Được, nếu như có thể lấy được mạng của hắn, nhớ đừng có lương tay. Đương nhiên. Viên đan dược này đủ để cho vết thương của ngươi hồi phục. Ngươi không cần phải lo lắng, đan dược này không có vấn đề. Có Tất Vô Thường tiền bối ở đây, nhiều tiền bối cao nhân đều đang ở đây, dưới ánh mắt của nhiều người. Nếu như ta sử dụng thủ đoạn với ngươi có thể hay không? Dùng hắn, nếu như ngươi chiến đấu mà chết, cũng có thể nhắm mắt. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết được ta, ta cũng không oán trách. Rất tốt. Ta muốn giết ngươi đã rất lâu rồi, bây giờ là bản thân ngươi tìm chết. Ngươi cho rằng sở hữu ý chí kiếm đạo đều rất mạnh hay sao? Khoảng cách cảnh giới giữa ngươi và ta là không thể nào bù đắp được. Tiếp theo đây, hãy trả giá cho sự ngu xuẩn của ngươi đi. Vũ Mặc, hắn không có trực tiếp dùng sức mạnh của Hoa Văn Bát Quái để đối phó với Vân Phi Dương, mà lại dùng thế khủng bố đi áp bách Lâm Phong.